mến, chúng ta lại gặp nhau qua chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Và như thường lệ, chúng ta sẽ cùng phỏng vấn xem đầu bếp trong ngày hôm nay sẽ mang đến cho tất cả chúng ta món ăn gì, phải không thưa quý vị? Xin chào anh Huy. Alo, alo, xin chào cô MC xinh đẹp. Cảm ơn anh Huy. Anh Huy thân mến, tất cả chúng ta đang cùng nôn nao để đón hai ngày lễ lớn, đó là 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Không biết là anh có đem đến món ngon nào cho quý vị khán giả hay không? Kính thưa quý vị và các bạn, sắp tới ngày lễ 30 tháng 4 và 1 năm, anh Huy sẽ giới thiệu cho Ngọc Hương cũng như khán giả đây một món lẩu rất là ngon để chúng ta bổ sung vào các thực đơn ngày lễ quý vị nhé. Món lẩu thì rất là hay đó anh Huy, bởi vì mọi người cùng quay quần với nhau, vừa ăn vừa trụng các nguyên liệu vào chén lẩu. Mà đặc biệt á, là chương trình đã hướng dẫn cho quý vị khán giả những món lẩu khá là hấp dẫn như là lẩu ghẹ kim chi hay là lẩu nấm chay chẳng hạn. Không biết là ngày hôm nay anh Huy sẽ tiếp thêm món lẩu gì đây? Món ngày hôm nay có một chút xíu đặc biệt nữa, đó là món này có nguồn gốc từ xứ sở mặt trời mọc, đất nước Phù Tang, với tên gọi là lẩu tương hải sản. Để chế biến món lẩu này thì chúng ta cần có những nguyên liệu và gia vị sau: thanh cua, tôm sú, cá và viên, đầu mực, hành lá, bắp non, bông cải xanh, bông cải trắng, cà rốt, hành ba rô, nấm đùi gà, tỏi băm, ớt băm, sả băm, màu dầu điều, dừa tươi, rượu, dầu ăn, muối, hạt nêm Azingon và sốt tương Lisa. Bây giờ thì mình làm cái gì hả anh Huy? Trước hết là chúng ta sẽ sơ chế. Tôm sú này thì anh đã lột vỏ, bỏ đầu rồi, chừa đuôi. Nhưng mà đầu chúng ta cũng không bỏ nữa, anh sẽ lấy lại dùng để nấu nước dùng. Dạ. Đây, anh có chuẩn bị sẵn. Anh rang sơ cái đầu tôm này trước khi chúng ta nấu. Dạ. Nhưng mà Ngọc Hương nhớ là chúng ta rang sơ đầu tôm, không có dầu nghe chưa? Đây em phụ anh Huy cho. Rồi, em rang lên cho anh. Nấm đùi gà cắt ra từng miếng vừa ăn. Tương tự thì bông cải xanh, bông cải trắng chúng ta còn cắt ra những phần nhỏ vừa ăn. Ngọc Hương ơi, đầu tôm đỏ lên rồi kìa, anh sẽ cho nước vô nha. Dạ. Mình nấu khoảng bao nhiêu lít nước hả anh? Đây, anh nấu khoảng gần 3 lít nước. Cà rốt chúng ta sẽ tỉa bông, cắt cái bông tròn. Bây giờ mình cắt hành bơ rô nữa là xong đúng không anh Huy? Đúng rồi. Chúng ta sẽ cắt hành bơ rô hình xéo như thế này. Hành lá thì anh sẽ cắt khúc. Bắp non thì chúng ta sẽ cắt bỏ phần chân bắp. Tôm chúng ta mua về, lọt vỏ, sử dụng đầu, nấu nước dùng như nãy giờ Ngọc Hương đã biết rồi. Tôm chúng ta sẽ bỏ chỉ lưng. Rồi sau đó tôm và mực chúng ta sẽ cho vô một ít muối, rượu trắng. Chúng ta sẽ trộn đều lên và sau đó đem đi rửa lại để ráo nước. Như vậy sẽ giúp cho tôm và mực mất đi cái mùi tanh của hải sản. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ rửa tôm và mực với hỗn hợp muối và rượu, vì làm như vậy sẽ mất đi mùi tanh của hải sản. Và một điều rất quan trọng nữa, đó là giữ được cho tôm và mực có độ tươi và khi nấu sẽ ngon hơn. Cho toàn bộ dầu điều màu vô. Rất là đẹp phải không? Đây, chúng ta sẽ vớt bỏ hết phần bọt này, Ngọc Hương nhớ nha. Dạ. Đầu tôm chúng ta nấu khoảng 5 đến 10 phút cho ra hết nước ngọt. Quý vị khán giả thân mến, và sau khi đầu tôm đã nấu được 5 đến 10 phút cho ra hết nước ngọt, bây giờ thì Ngọc Hương sẽ làm nhiệm vụ của mình, đó là lượt qua một nồi nước khác để chúng ta có thể loại bỏ được tất cả những đầu tôm mà chúng ta đã nấu ngay từ ban đầu. Và sau khi chúng ta đã lọc lại một nồi nước dùng như thế này, quý vị sẽ cho vào một trái dừa. Anh Huy ơi, anh Huy xong chưa? Em xong hết rồi nè. Đây, đây. Xin giới thiệu với em, anh đã trang trí xong rồi. Em lo nước dùng tới đâu rồi? Em đã cho trái dừa vào rồi, cũng lượt luôn nước dùng rồi. Bây giờ nước sôi rồi, anh sẽ nêm gia vị thôi. Dạ. Anh sẽ nêm Azingon nè, muối nè. Chắc chắn không thể thiếu được, đó là sốt tương Lisa để làm cho món ăn này thêm đậm đà. Quá thơm luôn đúng không? Đúng rồi.
rồi, Ngọc Hương ngửi được mùi thơm của sốt tương Lisa. Chúng ta đừng quên bỏ ớt sa tế vô nha. À, hay quá, bây giờ tất cả được sẵn sàng rồi. Còn thêm một con đoạn nữa, bỏ hành vô cho nó thơm. Chúng ta chỉ còn thích ăn cái gì, bỏ cái đó vô trụng nữa mà thôi. Anh sẽ bỏ vô một ít cho Ngọc Hương nha. Anh Huy ơi, em nghĩ là tất cả các hải sản nè, với lại rau củ của mình, cả nấm đùi gà cũng chín rồi đó. À, ngon quá, Ngọc Hương gấp cho anh một miếng coi. Dạ. Đây, anh Trang cho em một miếng nước. Dạ. Bốc khói nghi ngút. Anh Huy ơi, ngửi thơm mùi sốt tương Lisa, em phải chấm với sốt tương Lisa với sa tế. Bỏ vô miệng và thưởng thức thôi. Hương vị rất đặc trưng của sốt tương Lisa. Vậy thì Ngọc Hương xin mời quý vị hãy cùng vào bếp và cùng trổ tài để tất cả những người thân yêu của mình có thể thưởng thức một món ngon miệng và độc đáo như thế này. Chúc quý vị sẽ thành công. Quý khán giả thân mến, chúng tôi những người thực hiện chương trình hy vọng quý vị sẽ đồng hành và chia sẻ những cảm nhận của mình về chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Gửi thư về hộp thư 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Ngọc Hương và anh Huy xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.